Thằng nhóc SEO, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá trong đơn hàng lần này chúng ta sẽ có những gì các bạn. Thì trên màn hình các bạn, trong đơn hàng mình tiến hành review hôm nay, chúng ta sẽ có một số bộ chuyện như sau. Chúng ta sẽ có Siki bằng bên tập 3, tập 4 nè. Rồi Hoa sẽ nở tập 2 phiên bản đặc biệt. By Family phiên bản tập 11 được tặng kèm quà phiên bản tiếng Nhật nha các bạn. Cô gái nơi xuân hoài phiên bản đặc biệt tập 3 và kỳ án siêu nhiên tập 12 nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng dung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, comment một con số hết phía dưới nha. Nếu video này sau một tuần đạt được 1000 view, mình sẽ dành tặng cho 5 bạn bất kỳ, mỗi bạn một cuốn bất kỳ trên màn hình nha các bạn, ngoại trừ cuốn By Family tập 11 nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng dung ngưỡng trước khi mình review chi tiết hơn về từng quyển truyện nha các bạn. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá đó chính là By Family tập 14 phiên bản tiếng Nhật nha các bạn. Đây tập 11 phiên bản tiếng Nhật. Thì các bạn mua online bên Nhật chuyển về, chúng ta sẽ trong đây chúng ta sẽ được ra một cái lịch phát hành bên đó các bạn. Đây lịch phát hành bên đó nha, có rất là nhiều bộ truyện đang được phát hành từ Việt Nam đó các bạn. Chúng ta được tặng kèm một cái kẹt đó các bạn. Nhưng mà kẹt bên Nhật nha các bạn rất mỏng chứ không được dày dặn bên đây ha. Thường thì chơi kim đồng kẹt mỏng rồi kẹt giấy này kia, chứ bên Nhật thì kẹt giấy thôi mà nó mỏng nữa, mỏng hơn của kim đồng các bạn. Rồi đây là Gobi của tập 11, còn đây là cái phần bì rời được cán bóng nha, rất xịn sò. Mình rất thích cái kiểu giấy như thế này nha các bạn, kiểu giấy cán bóng kiểu như thế này rất là xịn sò. Đây chúng ta sẽ được phần phía trong, đây là phần mặt trước và sau. Đây cái phần bên trong ta sẽ có 200 màu, đây 200 màu rất là dễ thương và đáng yêu nha. Bên trong chỉ đi shop bình thường thôi. Nội dung của tập 11 là gì, chắc mình sẽ để tới tập 11 của phiên bản tiếng Việt cho nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản rồi mình nói thêm nha các bạn, chứ giờ cũng không spoil thêm tập 11 gồm có những gì đâu nha. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.